Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi rank CM9A nhá. Và chúng ta đến phần chọn map. Hiện tại thì mình đã chọn map trận bắt sống và không biết là có được chọn vào hay không đây. Ui dồi ôi, may thế. Vâng, lần đầu tiên được chọn map. Thank you so much nhá. Ok. Ôi dồi ôi, nhìn cái team này. Vãi xoài. Vâng thôi, lần sau thì có chọn đừng có chọn vào map mình cũng được, không sao. Vâng, ghép vào cái team nó khốn nạn, không còn gì bằng. Toàn 4x, 5x thế này, bắn cái gì? Team bạn toàn 7, 8x thôi. Hơi cạn lời. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M1 Ranger. Một khẩu súng rất là hiếm trong cái CM này. Hiện tại cái set mình cầm thì nó rất là hiếm. Tại vì nó chỉ ra trong cái vòng quay trên web thôi. Các bạn cần phải mua tệ và nạp vào quay, chứ nó không phải nạp tiền vào trong game đâu. Hút máu kiểu mới mà, rất là gắt luôn. Úi dồi ôi, này thì đẩy lên này. Rồi, team chết hết rồi. Các bạn thấy sự khác biệt của 4x, 5x với lại team bạn chưa ạ? Vâng, chết sạch, còn mỗi mình thôi. Vâng, hu hu. Cạn lời, bắn thế này thì bắn thế đích nào được. Một mà cân 3, cân 4 như này. Ok, nhưng khẩu súng này nó rất là mệnh. Hiện tại thì mình cũng chưa mua cái băng ép đạn cho cái khẩu súng này trong chế độ range. Số lượng đạn hơi ít một tí. Nên có lẽ là mình sẽ thiên về bắn vào người hơn chứ không có đục sấy gì. Rồi, đúng thật là còn mỗi mình. Úi dồi ôi, ke mic kìa. Lại thì ke mic của chúng tôi này. Chắc là snip. Thôi, để lên đường này đi. Nghe tiếng nhảy số soạt đâu sau này. Không biết là nó có đi móc mình không. Chắc là nghe tiếng ngoài mic rồi. Có ai không? Hello, có ai có nhà không? Lại ra chào khách mà còn đứng lúc lúc này. À, bên rào. Bên rào, bên rào này. Úi dồi ôi, ném bom vào làm gì đấy? Ui dồi ôi, vãi, nó biết mình ở đây luôn. Hay vậy. Nhưng rất tiếc là máu bạn còn đúng có một vạch. Sorry nhá. Và cái set súng này thì hiện tại nó cũng khá đắt đấy anh em ạ, không phải rẻ đâu. Thiên nhiên này đại gia. Vâng, đủ tiền để múc hết những cái hai khẩu súng, hai cái vũ khí này. Thực sự nếu mà nói với hai cái vũ khí này thì nó có thể là bằng cả một vòng quay. Rất là đắt luôn. Và nó rất là hiếm nha, chứ không phải là nó bán ra bình thường đâu. Nó chỉ bán ra theo số lượng giới hạn thôi. Kiểu như nó bán trong một ngày và không bán nữa. Thì mày lên nhà tao móc à? Nghĩ gì vậy? Ok, trận này thì team mình đã vươn lên và dằn mặt team bạn. Rồi, mình sẽ đánh vào mic đi. Đi vào mic thì nhớ chết kỹ nha. Kiểu chết bây giờ. Đây là mình đang 1 cân 2 cân 3 cân 4 chứ không phải là 1v1. Nếu mà mình chết thì cứ xác định là thua. Rồi, biết ngay mà. Vâng, vươn lên với team bạn là không được đâu. Cứ giết sạch ngay. Mà có mỗi hai thằng. Nó giết cả team ạ, đùa. Ok. À, tao không phải level 5x đâu. Cứ nhảy vô nhảy ra. Ok, đây chắc là clear rồi. Hình như là còn, đây. Lỗ à. Lỗ đã đi rồi. Ok, ném quả bom vào cho nó chắc chắn thôi. Nếu nó lòi ra thì nó lại yếu máu rồi. Còn không có thì lại cái bom. Vâng, chúng ta cứ đợi gỡ bom thôi. Sao phải xoắn nhở? Gỡ bom đi cưng, vào đi. Ơ kìa. Này thì đú rồi. Ok, nó đầy máu. Cứ tưởng là yếu rồi cơ.
Cố lên nào. Vâng, 1 cân 2 cân 3 cân 4, thành công. Cái quả này thực sự nó hơi khó anh em ạ. Tại vì cái con máy của mình nó sao sao ấy. Nếu mà máy mình nó chơi ổn tí nữa thì có thể là cân tốt. Cái con S7 này hình như là nó bị lỗi màn hình sao ấy. Mình cảm giác là nó không được mượt. Chơi nó cảm giác tù tù. Rồi cứ di màn hình thì nó lại cứ đơ đơ. Á đồ. Ơ kìa. Cái đậu xanh. Ok, lại còn hai thằng. Đẩy, đẩy lên nhà tao này. Vai, tìm bạn bắn thế mà dám đẩy lên nhà luôn. Ui, tôi xong rồi. Sao cái màn hình nó cứ đơ đơ thế nhở? Cạn lời. Để mình lau cái màn hình đã. Ok. Rồi, trở lại bình thường rồi. Vai, cái con điện thoại này sao ấy. Chơi một hồi cái là nó bị loạn. Cảm ơn các anh em ạ. Khó chịu VL. Công nhận cái dòng Android nó sao sao hay là con này nó bị lỗi. Chứ mình bắn trên iPhone tốt mà. Nếu mà gặp team này mình cầm iPhone thì sẵn sàng cân. Mình cầm Android thì khó quá. Không phải bắn đàng hoàng và tử tế vào. Tầm này nó. Rồi có một thằng ke bên nhà B. Ui dồi ôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vâng. Thằng này nó ăn cả team luôn. Chết VL. Ui. Cái gì cơ? Vãi xoài. Vâng định mệnh nó nữa. Cái này không biết là cài nút đi chậm ở đâu. Đi ầm 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 như này nó nghe hết. Đây thì đẩy lên nhà này. Vâng, tìm bạn nữa là hứng chó. Đẩy lên nhà lùa hết cả team mình. Nhưng đừng quên, mình có phải level 5x đâu. Có thích là đẩy lên được à? Cạn lời, vãi cả ghép range ạ. Đùa thật ý. Ghép như này chả khác gì ghép với máy cả. Vâng thà ghép thà với máy cho chơi nó chất hơn. Mệnh nó lơ. Cứ bắt buộc 1 cân 5 như thế này. Sợ thật. Ok, may bọn kia hứng chó nó đẩy lên nhà. Nó thấy mình căng quá nó chạy về. Thế là nó lại chết. Suýt tí nữa thì sấp mặt rồi. Rồi, có thằng thoát rồi. Vâng, phải thoát đấy chứ. Chơi bắn như vậy thoát bà nó đi. Thoát để mình tao thôi. Cái bọn này. Ơ, thằng này nó không đi gỡ bom mày. Đùa. Hay lắm, gặp team bạn chắc là đúng thằng cuối nó thủ nhà gắt quá hả? Nó không thèm đi gỡ bom luôn. Vâng, bom đéo quan trọng đối với tao, ok. Ok, mình đã chuyển sang làm Goboris. Goboris thì phải thủ nhà. Mình thì mình không thích cái việc thủ nhà đâu cái map này. Ok. Đấy, cái màn hình nó cứ đơ 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 kiểu gì khó chịu lắm anh em ạ. Khó chịu cái con màn hình lắm. Mình rất ghét bắn CM China là tại vì không có cái máy để bắn anh em ạ. Nếu mà có ARC iOS thì tuyệt vời. Đây mình chỉ có ARC Android thôi. Mà Android nó cùi quá, mình không thể làm clip được. Nó cực kỳ là khó chịu luôn. Mỗi lần làm nó khó cực. Úi dồi ôi. Đấy, phản xạ lại thua nó nữa rồi. Đấy, bắn với con màn hình này thì có ngày mà chết thôi. Để thằng gà nó bắn còn 2 tiếp. Cạn lời. Ok, lại thua rồi. Để nó đánh B thế này. Úi dồi ôi. Còn mỗi mình thôi à? Cái định mệnh nó nữa. Bye team. Trời ơi. Vâng, một mình cân 5. Cạn lời, thế thôi. Vâng, nghỉ game. Cái đậu dây nó nữa.
đã thế con màn hình này nó còn khốn nạn đấy chứ, mẹ nó. Trời ơi sao mà tôi khó chịu ra lại cái trận ức chế thế, cái trận nó khốn nạn cực ý. Cái VL cho mình sẽ đổi máy thôi, con máy này rẻ đấy quá, bắn không sướng. Úi dồi ôi, double kill tuyệt vời. Vâng, lại một trận cân 4 của mình, hay lắm. DM mình sẵn sàng cân 4 nếu mà nó mà đánh vào đây. Rồi ra một này, ok, cái đậu xanh. Thật ra cân 4 thật sao, gắt vậy. Cố lên nào, mình phải cân được 4 này để đi rào này. Ok, cố lên nào, cố thêm một trận nữa thôi, một trận nữa thôi. Tớ mong team bạn đi lỗi và để mình ăn cả team cho nó nhanh. Cố lên, thế đấy nào, 1 cân 5 thế này, toàn cân 4 với cân 5. Game ơi là game, game nó bóp giá cũng phải vừa phải thôi chứ, bóp cỡ này em chết sao. Rồi thiên nhiên đi ra mic và chết vào mic rồi, không biết là mic có hay không, không biết là mic sẽ đẩy hay không. Rồi đi lên HL, vâng, thấy một mả người trên khu vực HL. Ui, để mình lau cái màn hình cái đã. Ủa? What? Vẫn đang lag mà, trời ơi. Cái đậu phộng nó nữa, đang ngồi lau lại cái màn hình. Cạn lời. Cái màn hình nó rẻ rách thật ý. Tiếc thế, tự dưng chết xàm. Thôi không sao, chúng ta còn rất nhiều trận để bắn, vẫn chưa kết thúc được. 17 kill rồi. Thế như này chắc là AFK luôn, phải ao bà luôn đi. Con số tôi nó khổ thế. Mấy ông bắn không được thì mấy ông ao hết team đi, đứng ở lại trong team nữa. Xem nó ngứa mắt vờ lờ. Đúng là bọn khượng, bọn chi nàng. Ok, cái này cố gắng thủ nè, không thể thua được. Ui ủa, cái gì đấy, vãi cả ném bom. Bây giờ thì không biết nó sẽ đánh ở khu vực nào, không biết nó sẽ đánh ở khu vực nào, chắc là rào rồi. Thấy anh em chết ngoài rào khá đông. Rào đông này. Ui rồi, ui rồi, vai xoài đông vậy, vẫn siêu đông. Rồi 4 với S4. Ở trận này trận quyết định, thế là nên làm sao đây. Nếu mà đánh rào đông như vậy thì chắc là mình sẽ đi HL, vòng lên nhà tìm bạn để móc. Trận này là trận quyết định rồi, chúng ta không thể đánh sai một bước nào cả. Rồi B đẩy, B đẩy. Rồi full B. Ok, vãi xoài 1v5 á. Cái này sao chơi. Ok, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Một bé này. Còn 4 đằng nữa.
Này thì lên cái bom này. Úi dồi ôi, đông thế. Đông thế. Ok, còn một thằng nữa. Tao sợ mày quá cơ. Chúng mày đông thôi. Bây giờ 1v1 thì làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Ok, win rồi. Vâng, cuối cùng thì cũng win. Chào mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay, quên like, subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Thật này nó gây cấn ghê á. Quả này nếu mà mình cầm iPhone thì có lẽ ăn nó từ những trận đầu rồi. Tiếc quá. Kéo dài.